Dạ sáng giờ con cũng lượm được cũng hơn ký mấy cái rác thải nhựa bao bịch ni lông rồi. Con giải cứu những cái cây đước, cây bằng nó bị rác thải cuốn vô gãy thân cây. Trong khi đợi các ngư dân bắt cá. Một đứa con tinh thần luôn đu trên vai, hai bên vai bên trái là quỷ bên phải là thần, con đu bên trái vậy là con là quỷ hả con? Con ám Teôn hả? Xuống nào quỷ. Thiệt á, đi như tì tì trong thiên nhiên trời, nó chuyển hướng bây giờ nó chuyển vào phải, ý nó là thần thú chứ không phải là quỷ nha. Ây da, một chú nhện nước đây, một chú nhện nước đang 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 xe xe xe. Ồ, nhện nước nè, có ai thấy nhện nước đẹp không? Sao mình thấy cũng bình thường quá vậy ta? Ở dưới đây sao con sống được hay vậy con? Men. Ồ, nó cũng có tơ nha, cái dáng của nó khác với con nhện ở trên bờ nhiều lắm nha. Thằng này nó ăn cái gì vậy? Nó ăn cành cây khô. Nể chưa? Con mà ăn được rác tôi mới nể con luôn á, thật sự. Đây, cất vô giỏ đây. Cất vô giỏ xuống, tôi cất vô giỏ coi. Xuống 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 xuống. Miếng trang sức vàng bạc kim cương đá quý gì không? Em đang sống cống hiến vì thiên nhiên và động vật. Chúng em đang sống vì những điều tốt đẹp cho tương lai của giới trẻ. Chúng em là tiên cá, là rái cá, là chó cá.